cài đặt gốc máy, chiếc tên và hãy chọn home, sau đó chọn tay quay, để chế độ tay quay để di chuyển vào cái vị trí gốc mong muốn. Đây là sắt gốc chụp y, chụp y đã được đánh dấu rồi, đúng có vị trí dấu của nó. Sau đó thao tác về gốc như sau: tại màn hình chính bấm mũi tên sang phải, bấm parameter, bấm mũi tên sang phải, chọn city turning, password 520 hoặc normal proceed, bấm mũi tên sang phải và F2, set ABS home. Lúc này set được trục nào thì ta di chuyển lên trục đó, chọn trục nào, chọn Y được, ta chọn Y, sau đó ấm set machine home và yes, và đã set xong home cho trục Y. Các số khác làm tương tự. Lưu ý khi set gốc xong, đánh dấu lại vị trí home để tiện cho lần sau set cho dễ dàng và không bị mất nhiều thời gian.